Rồi, hello. Dạ, xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì sáng hôm nay dạng đi bẫy con ngói các cô chú anh chị ơi. Dạng làm lưới vừa xong nha các cô chú anh chị. Bài cu này bẫy lại sân cũ, không biết nhiều ít đây. Thì đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị nha. Các anh em bảy chị em trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe, các cô chú anh chị gần xa xem video ủng hộ kênh của dạng nha. Hôm nay dạng khan tiếng quá, nói chung là cũng vì chén cơm manh áo nha các cô chú anh chị, cũng thông cảm cho dạng và ủng hộ cho dạng nha. Hoàn cảnh của dạng khó khăn lắm chứ, nếu mà dạng có được chút đỉnh thì dạng không làm nghề này đâu. Thì nói chung là dạng cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của dạng bấy lâu nay. Chúc các cô chú anh chị một mùa xuân vui tươi, tràn đầy hạnh phúc, phát lộc phát tài. Thôi hôm nay dạng đi quánh có mình anh à. Dạng quánh là sân cũ, thấy có không mớ gì đó các cô chú anh chị ơi. Dạng quánh cái bầy này chắc cũng cuối vụ rồi. Thì hôm nay dạng quýnh có 4 con gọ nha. Rồi chừng nào cu về dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Xem kênh nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ dạng nha các cô chú anh chị ơi. Cảm ơn các cô chú anh chị, chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha.
ơi, dứt ngâu về 20, về 21 con, 21 con làm luôn nha các bạn ơi. Khỏe rồi, hồi sáng này có gạo rồi, quất luôn nha các bạn. Sáng này vậy cũng được rồi các bạn ơi. Đây mình ra mình quay cho các bạn xem. Đây, bên ai mình quýnh có 4 con gọ nha. Quýnh 4 con gọ các bạn ơi. Dạ không à. Sáng mình làm xăng cũng đã đời nha. Nè, gọ nè. Gọ mình nè. Đây. Mấy bữa nay khang tiếng không có đi làm nghe các bạn. Bệnh quá bệnh không đi làm được. Nhà mình trụ cột mà mình không đi làm mà không ai làm cho nghe các bạn ơi. Đây, gọ nữa. Đây gọ nữa. À, dính nè. Thấy không? Đó. Đó. Đổ lông. Đã nghe. Buổi sáng nhiêu đây cũng ok rồi nha các bạn ơi. Hy vọng là nhiêu đây là mừng rồi nha. Cuối vụ. Quýnh bè chim, mấy bè chim cuối vụ này nha các bạn. Thôi dặn gác máy dặn gỡ nha các bạn ơi. Gỡ không dặn quay thành quả cho các bạn xem. Đây, gỡ vừa xong nha các bạn ơi. Bữa nay hên là có gạo rồi nha các anh em. Dặn hên rồi. À, về 20 mấy con à. 20 mấy con mà xuống cũng ngon nha. Đây đỏ ao à anh em ơi. Đó ao à. Thì dần bỏ vô nha. 1 2 nè anh em. Anh em. Sáu nha anh em. Mười tám nha anh em. Rồi 18 em nha anh em ơi. Cũng
hên, sáng cũng hên nha, nó về 21-22 con vậy đó nè em ơi. Thôi mình cũng được 18 con. cũng có cái để cơm gạo rồi nha anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của Dạng nha. Bye bye, hẹn gặp lại các anh em video tiếp theo nha anh em. Bài cu này cũng cuối vụ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.